Nhớ lại vào những năm 1993 Mới vừa qua rằm tháng giêng âm lịch Bạn đạo của tôi là Bác sĩ Hoàng Gọi điện cho Quả Lâm Mách rằng có một nữ đồng hương Ngủ nơi quê nhà hoành thủy của ông Mắc phải quái bệnh Toàn thân đau đớn khó chịu Đau đến phải khóc la như quỷ gào sói tru Trị thế nào cũng không hết Phải quỳ trên giường Mới có thể tạm giảm bớt đau đớn nhưng một thì luôn kêu ôi đau đau quá không ngừng bởi âm thanh rên khóc quá ghê rợn ồn náo làm ảnh hưởng đến những người bệnh khác cần nghỉ ngơi nên các y viện nhỏ không chịu thu nhận cô nhập viện và khuyên cô hãy đến bệnh viện lớn chữa trị người trong thôn sực nhớ có bác sĩ hoàng là đồng hương đang công tác tại thiên tân liền bảo người chồng đưa cô đến đó bác sĩ hoàng sắp xếp cho cô nhập viện rồi nhưng y viện khám không ra bệnh hôm qua cô quỳ trên giường thét rên không ngớt khiến các người bệnh nơi phòng khác không ai nghỉ ngơi gì được hừng sáng hôm nay y viện thông báo phải cho cô ra viện ngay trong tình cảnh này đừng nói là cô khó thể trụ tại nhà ai mà ngay cả thuê phòng cũng chẳng được Do vậy, bác sĩ Hoàng đành hỏi chúng tôi về nguyên nhân căn bệnh của cô. Quả lâm bảo. Cô này hiện nay thọ mạng chỉ còn trong sống chiều, bác sĩ hãy mau mau đi hỏi cô, đời này đã phạm lỗi gì với ai nhiều nhất, chỉ cần cô đáp đúng, lập tức cơn đau có thể dừng, sau đó hãy để cô tự phát lộ, nói ra hết những lỗi mình đã phạm phải, hãy tự thú được càng nhiều thì tội càng bớt cơn đau càng giảm hôm sau bác sĩ hoàng gọi điện tới tường thuật tình hình bệnh nhân ngay lúc cô đang quỳ trên giường kêu rên thì bác sĩ hoàng hỏi ngay cả y viện lớn tại thiên tân này cũng không tìm ra bệnh của cô tôi đã đi thỉnh ý một vị tu hành họ bảo tôi nên hỏi cô cả đời này cô có làm điều gì phạm lỗi với ai không nếu nói đúng thì bệnh sẽ dừng cô đáp Tôi có lỗi rất lớn đối với mẹ chồng Cô vừa nói xong Giống như bị một đôi tay vô hình đẩy một cái Liền ngã lăn ra trên giường Miệng không còn sơn la nữa Mà lộ vẻ rất vui mừng mãn ý Cô có vẻ muốn nói Nhưng do quá kiệt sức Không tốt ra lời nổi nữa Nên đành nhắm mắt lại Rồi cô thiếp đi Chìm vào giấc ngủ Tính ra từ lúc phát bệnh đến giờ Cô phải quỳ như thế suốt ba bốn ngày chưa được nghỉ ngơi. Lần này cô ngủ một lèo hơn hai mươi tiếng. Ngay cả truyền nước biển vào tai cũng không tỉnh. Lúc bác sĩ Hoàng đến gặp cô, dù vẫn còn nằm trên giường, nhưng cô không còn thét la kêu rên chi nữa. Bác sĩ Hoàng giảng lý nhân quả Phật giáo cho cô nghe và hướng dẫn cô niệm mười mấy tiếng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau đó bảo cô nếu chân thành nhận lỗi sám hối tha thiết thì có thể tiêu tội. Xem ra cô đã thật sự biết lỗi và bắt đầu phát lộ việc mình có lỗi đối với mẹ chồng như sau. Tôi ngay lần đầu tiên bước vào nhà mẹ chồng thì phát hiện bà là một bà già quá mê tín trong nhà thờ bài vị thiên địa quân thân sư. Tôi bảo, nay là thời đại gì rồi mà mẹ còn tin ba cái thứ nhảm nhí đó. Hãy mau mau đem bài vị dứt đi Nhưng mẹ chồng nói Chúng tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện Quả thật trên đầu ba thước có thần minh Tâm con người ta lành hay ác Đất trời đều nhìn thấy hết Cho nên làm người phải kính trời đất Hiếu với song thân Trọng sư trưởng Nếu sống mà không chịu hành thiện tích đức Toàn làm việc xấu Số muộn gì cũng sẽ bị ác báo Tôi nghe vậy thầm cho lời mẹ chồng giáo huấn ngầm chứa ác ý đối với tôi, nên từ đó nghiêm hận trong lòng. Khổ nổi, chồng tôi rất hiếu thuận, mỗi khi ăn cơm, đều mời bà ngồi ở trên, thượng tòa. Bà mà chưa cầm đũa, thì chúng tôi chẳng thể ăn được. Điều này càng khiến tôi tức giận. Kết hôn xong, thì tôi sinh con. Tôi thầm nghĩ, đã có con rồi, thì xem như tôi có đủ tư cách Để nghinh chiến cùng mẹ chồng Bởi vậy Hãy muốn ăn thì tôi ăn Muốn uống thì tôi uống Trong nhà không cho chơi mạc trượt Thì tôi đến nhà bằng hữu chơi Có lúc gầy sòng đến sáng mới về Hôm sau tôi ngủ mê mệt Cho đến khi mẹ chồng vào kêu dậy Tôi mới rời giường ra ăn cơm Do chuyện này Mà nhiều lần cùng chồng gây cãi Thậm chí có lần còn bị chồng đánh cho Lúc đó tôi tức giận ấm con về nhà mẹ ruột. Một tháng sau, mẹ chồng thân hành tìm đến rước, tôi mới chịu về. Từ đó, không những mẹ chồng không dám chọc giận tôi, mà chồng tôi cũng phải nhường nhịn nể nang tôi. Tôi cho đó là chiến thắng dễ dàng, còn truyền dạy kinh nghiệm này cho các nàng dâu trong thôn là bạn hữu từng chơi bài với tôi. Tôi trở thành nữ chủ nhân trong nhà, tất cả việc mẹ chồng tôi đều phải thầu lãnh hết. Ngay cả quét nhà gánh nước gì Cũng do bà lo hết Mẹ chồng hàng ngày Trừ thắp hương lễ bái trước bài vị Thiên địa quân thần sư ra Bà còn làm thêm việc tài lai ngu dốt nữa là Thể nhà ai có xảy ra chuyện hôn tan cưới gả Thì bà liền nhào tới đó trợ giúp Ngay cả cơm nước cũng bỏ Để mặc người nhà ăn một mình Còn hãy gặp ăn mài đến nhà Mà bị tôi xua đuổi Thì bà rượt theo họ Ráng cho họ mấy đồng hay thức dùng chi đó. Vì vậy mà tôi nhiều lần gây cãi với bà, mắng bà là đồ đần, ngu như heo, đồ thần kinh. Nhưng mẹ chồng không hề dám cãi lại với tôi, bà chỉ mỉm cười nói. Ta nghĩ mình là người biết tiết kiệm tiền, con đừng có quản tới mà chi. Còn một chuyện khiến tôi tức giận nữa là, nhà tôi ngủ tại đầu thôn. Cổng trước, cách đường lộ khoảng một hai trăm mét, mỗi tối vào những ngày không trăng, mẹ chồng tôi tự chế ra mười cái đèn bảo, cứ cách hai mươi mét thì treo lên một cái, mục đích là để soi đường cho thiên hạ đi. tính ra cả năm bà tiêu phí không biết bao nhiêu dầu, tôi nghĩ chỉ vì bà muốn được mấy câu khen ngợi của dân làng, chứ tính ra có thu được cái quái gì đâu. năm nay vào ngày ba mươi cuối năm, sáng sớm vợ chồng tôi cùng con trai đi xe quả đến thạch gia trang mua hàng tết. Về tới nhà thì đã hơn 4 giờ chiều Chỉ thấy cái sân được mẹ chồng quét sạch bóng Lu dại gì cũng đã đổ đầy nước Chồng tôi còn hỏi Ai gánh nước đây? Anh ta đâu biết là trong nhà này Nếu không phải anh gánh Thì là mẹ chồng gánh Thấy cửa gian giữa hơi khép Con tôi lên tiếng kêu Nhưng gọi mãi mà không thấy bà nội ứng thinh Bèn đẩy cửa tiến vào Thì thấy bà ngồi trên ghế trúc đầu quẹo qua bên trái ngủ queo chồng tôi vội buông hàng quá xuống bước tới gần kêu mẹ ơi thức dậy đi lên giường mà nằm ngủ chứ ngồi trên ghế ngủ như vậy sẽ mệt đó nhưng mẹ chồng tôi không nhúc nhích cửa quậy gì chồng tôi vừa lai like bà nhẹ nhẹ vừa kêu mẹ ơi mấy tiếng nhưng bà vẫn không động đậy anh hoảng hốt khóc to kêu réo mẹ ôm sồn tôi đang rửa sơ cái mặt thì nghe nói Mẹ chết rồi, đã ngừng thở rồi. Tôi cáo tiếc, rủa ngài. Sớm không chết, muộn không chết. Lại ra đi đúng vào ngày 30 cuối năm. Chẳng phải là, là, là muốn chúng tôi không được ăn Tết sao? Thiệt là thất nước quá mà. Chồng tôi đang khóc, nghe tôi lầm bầm như vậy. Liền quay qua, tác mạnh vào mồm tôi. Tôi liền tru tréo khóc ầm lên. Hàng xóm cùng người trong thôn đều chạy qua, bu đầy nhà. Mọi người đều khóc thương mẹ chồng tôi lúc đó tôi còn nghĩ trong cái đám láng giềng này nhất định là sẽ có kẻ mắng tôi nè nhưng không có ai làm như vậy bây giờ nhớ lại có thể là mẹ chồng tôi chưa từng ra ngoài nói xấu tôi với ai tôi đã hiểu tấm lòng tốt của mẹ chồng tôi thật có lỗi với bà tối ba mươi đây là lần đầu người toàn thôn phá lệ xưa không nhà nào chơi đùa hay đốt pháo hoa không một đứa trẻ nào ăn mặc diễm lệ Hầu như người toàn thôn thay nhau Giữ linh quan suốt đám tang Bây giờ tôi mới hiểu Do mẹ chồng hay giúp đỡ sớm diện Nhiều năm nay Những đêm tối không có trăng chiếu Bà đã treo đèn soi sáng đường về Giúp người trong thôn Nên toàn thôn hiện thời Ngay cả năm mới Cũng chẳng ai muốn đón mừng Chứng tỏ mẹ chồng tôi rất được cả làng thương yêu kính quý Bản thân bà biết mình sắp ra đi còn ráng gì chúng tôi làm chu đáo hết mọi việc trong nhà rồi ngồi trên ghế an lành ra đi bà quá nhân nghĩa mà nhưng lúc đó tôi lại trách mắng mẹ chồng tôi quả thật là đáng chứ Rầm tháng giêng vừa qua chưa được mấy ngày tôi bỗng cảm thấy toàn thân khó chịu ban đầu tôi thầm cho là chắc tại lo đám tang nên mỏi mệt do nghĩ tết đến nơi mà còn phải lo ma chay nên tôi rất hận mẹ chồng tôi còn hướng về chồng nói xấu bà nữa. Lúc đó chồng tôi rất khó chịu, trừng mắt nhìn tôi, mà chỉ nói một câu, em làm ơn lưu giữ chút khẩu đức đi. Rồi anh im lặng, không nói gì thêm nữa. Sáng hôm sau tôi thức dậy, vừa cúi xuống định mang hài, rời giường đi, thì tôi bỗng té nhào trên đất. Đau đến nỗi tôi thét gian lên quang quát, cảm giác như đang bị cả trận mưa roi trượn bằng sắt quất vào thân. Chồng tôi vội chạy đến đỡ tôi dậy, nhưng không đỡ lên nổi. Vì hãy tay anh chạm vào đâu, là tôi nghe chỗ đó đau như muối xác kim châm. Tôi bị đau đớn thốc khổ dày dò suốt thời gian dài, mới phát hiện ra rằng chỉ có tư thế quỳ trên đất và hai tay giang ra dịnh trên đất mới tạm giảm đau chút đỉnh. Toàn thân tôi có cảm giác như xương cốt đều bị bẻ gãy dở dụng hay động đậy một chút là đau không chịu nổi. Tôi lúc đó không hề biết Đây là do ác báo Mình vô lễ hỗn hào Ngược đãi phỉ bán mẹ chồng Bởi tôi không bao giờ Tin vào mấy cái thuyết nhân quả báo ứng Nhưng bây giờ tôi đã tin rồi Tôi chưa muốn chết Do con tôi chưa trưởng thành Tôi nguyện từ nay nhất định sẽ tu sửa Lo hương quả thờ phụng mẹ chồng Ngày ngày thắp hương lễ sáng Sẽ làm nhiều việc thiện Tạo phúc đức Bác sĩ Hoàng thấy bà đã biết nhận lỗi Thân thể cũng không còn đau Liền khuyên bà lúc nào cũng phải niệm Nam Mô quan Thế Âm Bồ Tát Phải tâm niệm, miệng niệm mới được Và ông tặng bà một sâu chuỗi Nhắc nhở bà Phải luôn kiểm lại những lỗi lầm Suốt mười mấy năm nay Đã cư xử tệ với mẹ chồng Nên phát tâm sám hối Có lẽ sẽ mau chóng lành bệnh Nửa tháng sau Bác sĩ Hoàng đến nhà tôi Báo tin là ông vừa cho bệnh nhân kia xuất viện về quê Nhưng thêm một chuyện lạ phát sinh nữa Nên dội đến báo cho chúng tôi hay Nàng dâu ngỗ nghịch này sau khi hối lỗi Tự đánh vào mình như tử rồi Mỗi ngày đều niệm Nam Mô quan Thế Âm Bồ Tát Thì ngủ được an lành Nhưng không thể ăn gì Chỉ có thể nương vào truyền dịch mà duy trì mạng sống Bác sĩ Hoàng có lần vào phòng bệnh phát hiện bà nằm trên giường, miệng động đậy, tay phải để trên ngực lần chuỗi, hai khóe mắt tuôn tràn lệ, ướt đẫm cả gối. Một hôm, sáng sớm thức dậy, bà hưng phấn nói với chồng, kể rằng bà mơ thấy mẹ chồng đến thăm, bà cười ha hả rồi bảo, Yên tâm đi, nhà ta sẽ ngày càng tốt hơn đó. Rồi đột nhiên mẹ chồng quá thành vị trời biến mất. Bà nói, chắc là bệnh mình sẽ lành. Nhưng ông chồng thấy bà mỗi ngày một tệ hơn. Bèn quyết định dùng xe cứu hộ đưa bà về quê. Hôm đó tiết trời đặc biệt lạnh, xe khởi hành, thì bác sĩ Hoàng nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Đột nhiên ông nghe tiếng bà nói với ông, Tôi đi đây, cảm tạ ông đã cứu tôi, đã dạy tôi niệm Phật. Ông dội mở bừng hai mắt, Ý thức rằng bà đồng hương nọ đã chết Thế là dội nghiệm thi Kiểm tra quan sát Thấy bà đã tắt thở Họ dừng xe lại Người chồng lo khoát y phục tốt cho bà Lúc này xe vừa ra khỏi huyện tỉnh Hải Gió lạnh dây bủa tứ bề Phải mất 5 tiếng mới về tới nhà Khi khi người chết xuống Thấy thân bà rất mềm dịu So với lúc sống không khác bao nhiêu Tác sự hoàn tất thuận lợi Chuyện của bà đã trở thành tấm gương giáo dục cho toàn thôn. Đây là do tội không tin tam bảo, bất hiếu với mẹ chồng, phỉ bán người lương thiện. Nên nàng dâu đã mắc phải hiện thế báo ứng. may nhờ có bác sĩ Hoàng dạy bà điểm Phật sám hối, diệt được vô lượng tội. Nếu không, bà sẽ chết rất thê thảm, chết rồi lại còn bị đọa vào địa ngục vô gián. Trong gian lương hoàng sám giảng giải Phật Pháp rất di diệu tinh tế Là vì muốn chúng sanh tiêu trừ suy ám Đạt được quang minh Ai cũng ly khổ đắc lạc Vừa niệm Nam Mô Phật Trọn có thể thành tựu Phật quả Thiên thần hộ người trì giới Trong xã hội hôm nay Các thiên tai nhân họa như Địa chấn, sóng thần Thủy hỏa tai, ôn dịch Chiến tranh, đụng xe luôn phát sinh. Chúng ta phải làm sao để viễn ly vi tai nạn? Trong kinh quán đỉnh, Phật giảng, nếu như chúng ta quy y tam bảo, thì sẽ có 36 vị hộ pháp thần vương bảo vệ. Người thọ trì ngũ giới, thì mỗi giới có 5 vị hộ pháp thần vương bảo vệ. Tổng cộng có 25 vị thần. Những thần vương này lại có hàng hà sa số quyến thuộc. Thảy đều ủng hộ người tu trong Phật thuyết Tứ Thiên Vương Kinh cũng ghi giống vậy. Dì Trần là một Phật tử thuần thành, năm nay 72 tuổi, mặt hồng hào sáng rỡ, tinh thần sung mãn, ai gặp cũng khen gì vừa trẻ vừa xinh, chẳng thấy nào đoán ra đó là bà già hơn 70 tuổi. Nhưng khoảng 10 năm trước, tinh thần của dì Trần khác xa hiện giờ. Lúc đó, dì là một người toàn thân đau đớn, mắc nhiều bệnh nội tạng, quanh năm phải uống thuốc vì chứng bệnh già suy. Mỗi khi đến bệnh viện, dì rất lo sợ. Sợ khi kiểm tra, sẽ phát hiện thêm bệnh mới, nội tâm luôn sợ chết. Ngày nào cũng sống trong thấp thởm lo âu. Cho đến một ngày kia, dì đi chùa lễ Phật, thỉnh một cuốn báo ứng hiện đời. Về nhà xem xong, dì thoát nhiên đại ngộ, Té ra trên đề này Còn có Phật Pháp Là thuốc hay chữa lành bao chứng bệnh Không những khéo chữa trị thân tâm Mà còn làm lợi ích cho chúng sinh Từ đó Dì Trần bắt đầu học Phật Ăn chay, Sám hối nghiệp chướng Bắt đầu tụng niệm, Lễ bái In kinh Phóng sinh Hành trình như vậy nhiều năm Thân thể gì ngày càng khỏe lại Dì tu theo Pháp Phật Đến năm thứ hai, thì xảy ra một việc chẳng thấy ngờ. Chiều đó, Dì cùng cháu gái tản bộ nơi công viên, vừa đi đến khúc quanh, thì từ phía sau thình lình xuất hiện một người chạy xe đạp, tông thẳng vào dì trần. Kỳ quái, là xe tông vào dì rồi, thì nó dội ngược, bắn thật mạnh ra xa ngót 10 mét, rồi ầm một tiếng. Cả xe lẫn người gây tai nạn, rơi thẳng xuống cái hồ đối diện ở phía bên trái. Đứa cháu gái hoảng hốt, vội nói. Trời ơi, dì có sao không? Bị đụng mạnh quá mà. Không, không sao hết. Dì Trần mỉm cười đáp. Có lý nào như vậy được? Con thấy rõ là xe tông dì mạnh, tới mức mà nó bật ngược, răng xuống hồ mà. Thôi, để cô đưa dì đi bệnh viện kiểm tra nha. Không sao, chẳng cần làm như vậy. Đường lúc hai dì cháu đang nói, thì người chạy xe té xuống hồ đã bò lên được bờ. Y nổ khí xung thiên lao tới, dù còn ở đằng xa, Y đã hấp tấp chỉ vào mặt dì Trần quát. Trời ơi, cái bà già này, lụ khụ vừa thôi, dám đụng xe vô tôi hả? Bụng chết hay gì vậy? Đám đông bu quanh cũng giao nhau, nhau lên tiếng trách mắng người đạp Trời xe. Ông ta bị la đến nỗi cứng họng hết nói, đành bẽn lẽn bỏ đi tới chỗ hồ, lôi cái xe lên. Mọi người vội khuyên dì Trần. Trời ơi, dì phải đi bệnh viện khám ngay, chúng tôi thấy xe tông vào dì rất mạnh, khám chút cho an tâm, đề phòng rủi ro mà. Thế là dì Trần đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả, ngoại trừ vùng lưng bị một chút thương tích ra còn lại đều bình thường. Không có bất kỳ vấn đề gì. Do vậy, người cháu ở cạnh bên cảm thấy rất lạ. Sau đó, dì Trần thuộc lại cho tôi nghe. Trong khoảnh khắc bị xe đạp tông, dì có cảm giác như sau lưng mình vừa có tấm sắt trắng ngang bảo vệ. Nhờ vậy nên không có bị đau, mà cũng không kịp biết việc gì vừa xảy ra. Tôi nói, con nghĩ là nhờ vì trì giới nghiêm nhặt, lại tịnh tiến, tu theo pháp Phật, cho nên được Bồ Tát Di Đà Hộ Pháp đến giúp vì hóa giải tai nạn. Đã hiện ra tấm sắt cản xe đạp lại, tránh cho gì không bị thương đó. Quy lực Phật Pháp, quả không thể chỉ tưởng. Người trì giới chuẩn bực, trong lúc nguy ách, sẽ được báo nặng, lãnh nhẹ gặp dữ, hóa lành. Giải thích thêm. Vì sao có người tinh tấn tu học Phật mà vẫn bị tai nạn? Đó là vì trước khi chưa học Phật, đời này, kiếp này, họ đã tạo các ác nghiệp, sát, trộm, dâm, vân vân Thậm chí, những ác nghiệp tạo từ vô thị kiếp đến nay đã chín mùi nên quả báo hiện tiền. Một khi tu học Phật rồi, nếu biết nhất tâm sám hối, bỏ ác theo thiện, vĩnh viễn không phạm lại, nếu lấy trì giới làm gốc Tinh tấn tu liền có thể hóa giải tai nạn hoặc tội nặng trả nhẹ khi lãnh quả báo hay tai ương phải hiểu là mình đang giải túc nghiệp quá khứ trong kinh kim cang có câu những thiện nam tín nữ trì tụng kinh này nếu bị người khinh rẻ là do tội nghiệp đời trước của họ đáng phải đọa ác đạo nhờ đời này bị khinh chê nên tội nghiệp đời trước ác được tiêu diệt kim doanh kim doanh một cô gái khoảng 30 tuổi hướng hòa thượng diệu pháp khóc kể nỗi khổ của mình hồi con 16 17 tuổi con tình cờ xem cuốn sách lịch sử vật tích ca ngày sau đó con nhớ mãi đối với chuyện này yêu thích không muốn rời tay sau đó con đọc tiếp các sách cơ bản của phật giáo con mới biết Phật giáo là thánh địa ngũ đại sơn Nên con luôn mơ tưởng Mong được lên đó một lần Nhưng tốt nghiệp ra trường rồi thì Con đi làm Mãi đến năm 27 tuổi Nguyện vọng này của con mới được thực hiện Vừa đến ngũ đại sơn Kim Doanh có cảm giác rất thân quen Hơn nữa Còn thấy ngũ đại sơn Mới chính là cố hương của mình Khi cô vào chùa Ngủ ở nhà khách và được giao tiếp cùng với các tỳ kheo ni cô cảm thấy họ giống như là quyến thuộc của mình vừa ở là không muốn về cô thực sự quên luôn cảnh nhà thậm chí quên luôn mình đã ở quá kỳ nghỉ phép mãi đến khi ni sư nhắc nhở con không về làm việc sao cô mới sực tỉnh và nhớ ra vội quay về nhà về rồi mới biết gia đình đang chuẩn bị phái người đến ngũ đài sơn tìm cô bởi từ lúc cô rời nhà không hề gọi điện thoại về thăm một lần nào. Cô ở quá ngày phép mới mò về, khiến cho mẫu thân nóng ruột lo lắng đến phát bệnh tim. Cô bị người nhà trách bắn cho một hồi. Mẹ cô tuyên bố. Từ rồi về sau không được đi đâu nữa, nếu không muốn tôi mau chết. Nhưng lần viếng của đài sơn đó khiến cô vương vấn nhớ nhung mãi thậm chí nhiều lần nằm mơ còn thấy mình mặc y phục người xuất gia. chẳng bao lâu cô quyết định phải đi tu. mẹ cô cực lực phản đối. cô thừa với mẹ, mẹ mẹ cũng tin là có phật mà. còn xuất gia không phải là việc tốt hay sao mẹ? huống chi trong nhà vẫn còn anh chị và đám con cháu dây quanh mẹ, như thế chưa đủ sao mẹ? mẹ không cho con xuất gia mẹ có biết làm như vậy là con khổ lắm không mẹ cô thẳng thừng bảo không được nhắc đến chuyện này nữa ai muốn xuất gia cũng được ngoại trừ con ra ngày nào mẹ còn sống mẹ nhất quyết không cho con xuất gia con mà đi tu là mẹ chết liền cho con coi không còn cách nào khác cô chỉ còn nước học theo phật trốn nhà đi tu bèn âm thầm xin nghỉ việc để làm một phong thư lén rời khỏi nhà cô lên ngũ đài sơn vào chùa xin trụ trì cho xuất gia nhưng trụ trì bảo cô trước tiên khoan cạo tóc cứ ở đây tập tu xem có thích ứng với đời sống xuất gia không nào dè mới nửa tháng anh cô đã tìm đến kể rằng cô vừa rời nhà thì hôm sau mẹ đã phái người đi tìm ngay nhưng không ai biết cô ở chùa nào họ đi tìm liên tục suốt nửa tháng nay tới giờ mới lần ra chỗ cô cư ngụ anh còn bảo Mẹ vì em đòi sức gia Mà phải phát bệnh tim nặng đến phải nhập viện Hiện giờ sống chết chưa rõ Thế là cô phải theo anh trai trở về Mẹ cô cũng vừa mới ra viện Đang nằm ở nhà dưỡng bệnh Cô than với hòa thượng Đúng là con xuất không ra khỏi gia Nhưng tâm trí con đến nay vẫn để ở chùa Con đã hơn 30 tuổi Nhưng tới giờ vẫn chưa được tự do Khó thể thực hiện ước mơ của mình hàng ngày con sống với cái xác không hồn xin sư phụ hãy chỉ dạy con phải làm sao đây cô kim vừa nói lệ tuôn đầm đìa khóc nghẹn ngào đứt nở hòa thượng đợi cô bình tĩnh lại rồi bảo con chưa từ bỏ ăn mặn sao dạ chưa vậy thì hãy bắt đầu bỏ ăn mặn ngay đi mỗi ngày nhớ hành trì công phu tụng niệm các khóa lễ sáng tối cho đều đặn dù có đến sở làm, thì trong lòng lúc nào cũng luôn niệm Phật. Nên học thuộc chú Đại Bi, tâm kinh hay tứ trọng thanh tịnh minh hối và thường trì tụng. Tụng kinh tối xong, thì ngồi tĩnh tọa từ 40 phút đến một tiếng. Hàng ngày phải kiểm điểm những lỗi thập ác đã tạo trong đời này, phát tâm sám hối. Còn hành trì công phu đều đặn như thế thì cũng giống như người xuất gia nên xem nhiều kinh sách nhất là kinh lăng nghiêm cần phải đọc cho nhiều để tăng trí huệ dù ở nhà cũng có thể hoàn pháp lợi sinh tùy duyên độ người không nên cưỡng cầu người học phật phải lấy lợi ích chúng sinh làm trọng huống nữa đây là mẹ con không thể vì muốn thỏa mộng của mình mà làm tổn hại đến bà. Thời gian con có thể xuất gia khoảng chừng ba năm nữa. Tức là, nếu như hiện tại, con có thể buông xả mọi chấp trước, tu tập tinh tấn như ta bày, thì chắc chắn sẽ có hy vọng. Cô Kim nghe hòa thượng dạy, cung kính vân theo. Tối đó, lúc gần đi nghỉ, tôi hỏi sư phụ, nhân duyên nào mà cô Kim muốn xuất gia? Sư phụ kể, năm trước có chàng trai trẻ tu theo đạo lão ở ngũ đài sơn được một thiên kim con nhà quý tộc kính ngưỡng ngày nọ tiểu thư đi cùng con hầu đến đạo quán hướng đạo nhân hành lễ rồi dâng một túi vải nhỏ đạo nhân tiếp nhận sau đó mở ra xem thấy bên trong là một số ngân lượng lòng rất cảm động cứ thế, hai bên qua lại mãi, dần dần có cảm tình. Đạo nhân không chống nổi nữ sắc cám dỗ, cuối cùng thành hôn cùng tiểu thư. Do sợ người dèm pha, tiểu thư dẫn A Hoàng theo mình, cùng chồng vào chốn thanh sơn thủy tú, gây dựng mái ấm. Sau khi kết hôn, hai người chung sống hạnh phúc, tương kính như tân người chồng vẫn còn ưu tu, thi tử một bề chăm sóc, ưu ái quan tâm. Chàng đối với nàng, tơ tình càng dấn dít. Con hầu của tiểu thư cũng ở dậy, phụng sự họ cho đến mãn đời. Cô Kim đời nay là hậu thân của chàng đạo sĩ nọ. Do tình ái sâu nặng mà bị chuyển thành thân nữ, mẹ cô chính là tiểu thư quý tộc còn phụ thân kim doanh chính là a hoàng cho đời trước sống hết dạ phụng khiến chu toàn nên đời nay được chuyển làm thân nam tử nhưng đối với tiểu thư và đạo nhân kiếp xưa giờ vẫn một lòng quan tâm chăm sóc nghe sư phụ khai thị tôi chỉ biết thở dài người tu nếu không cắt dứt tình chấp luyến ái, cuối cùng cũng khó thoát khỏi luân hồi. Thực là, tu hành khó, khó như đi lên trời. Giáo dục gian nan, như trồng sen trong lửa. Đoạn dục khó, khó như nấu cát thành cơm. Vì vậy, nghe Pháp tinh thọ, hành trì, tinh tấn đoạn dục khử ái mới là căn bản của người tu. Phí phạm của trời tội rất lớn. Một ký giả tờ báo X nhiều lần nghe sư phụ giảng pháp chỉ rõ nguyên nhân bệnh cho những người bệnh đến cầu khai thị. Một hôm, cô hỏi sư phụ: "Con bị bao tử nhiều năm, đã chữa trị mà không có thấy kết quả, có phải do đời trước con làm điều gì xấu không?" sư phụ hỏi phải chăng cô không ưa ăn da bánh bao nên mỗi lần ăn đều xé lột lớp da bánh bỏ đi ký giả kinh ngạc nói trời ơi sư phụ đúng là có việc này từ nhỏ con đã không thích ăn da bánh bao vậy mà cũng có tội sao sư phụ cười nói phải biết phí phạm là tội rất lớn lương thực và thức ăn trong thế giới này có sứ mệnh để cho người dùng no bụng nhưng con vị không ưa thấy không hạp khẩu vị nên bỏ nó như vậy rất lãng phí phải biết trên thế giới hiện nay còn rất nhiều người không có ăn và bị chết đói còn phải cảm thấy xấu hổ vì điều này lại nữa quốc gia nào cũng đều có người bươi bãi rác kiếm ăn ngay cả các nước đang phát triển cũng không ngoại lệ những người đói kém này đều do đời trước đã lãng phí lương thực chà đạp thức ăn nên đời nay mới bị quả báo như vậy nếu đời trước ném bỏ đồ ăn thì đời này sẽ phải đi kiếm nó về nuốt vì vậy con phải tuyệt đối cẩn trọng không nên phí phạm nữ khí giả tỏ vẻ ăn năn hỏi con phải làm sao đây sư phụ phải phát tâm sám hối. Từ đây về sau, thệ không bao giờ lãng phí việc thực nữa, thì bệnh con sẽ dần dần lành. Nữ ký giả lại hỏi, Con cũng lại lưng hoàng sám có được không? Sư phụ cười hài lòng. <cười> Rất tốt. Tuần thức đầu tiên mùa đông năm 2009. Cư sĩ Dung gọi điện cho tôi, hỏi thăm chuyện in ấn kinh và sách thiện. Khi cô nghe nói nhà chúng tôi còn những sách hay khác nữa, bèn đến để xem. Nữ sĩ này họ Chu, khoảng 40 tuổi. Theo lời cô nói, cô mới theo đạo Phật không lâu. Chuyện hỗ trợ in sách thiện là tâm quyền của cô vì muốn tạo công đức cho người mẹ vừa mới qua đời của mình mong làm giảm bớt tội dịp cho mẹ câu chuyện về mẫu thân cô kể ra rất hy hữu kỳ lạ được nghe rồi tôi cảm thấy câu chuyện này nếu ghi lại có thể giáo hóa cảnh giới tốt cho những người con bất hiếu thời nay mẹ chu sĩ là bà vân bị bệnh nặng qua đời vào mùa thu năm 2009 nghìn Nói đến nguyên nhân bệnh của bà Thật khiến cho người ta phải đau lòng Là tại cô Nga Em dâu của chu nữ sĩ Cũng là con dâu bà Vân Lần đó trong lúc gây cãi Cô Nga đã khiến bà già tức mà chết Em dâu chu nữ sĩ Là người cực kỳ bất hiếu với ba mẹ chồng Thường cùng với mẹ chồng gây cãi như cơm bữa Ngay cả người cha chồng từ lâu bị bán thân bất toại cô nga cũng chẳng thèm quan tâm chăm sóc sau khi mẹ chồng qua đời rồi cô nga càng không có chút gì ăn năn sám hối là chị chu nữ sĩ rất buồn trách người em dâu bất hiếu này vào nửa đêm ngày thứ bảy tính từ lúc bà vân qua đời chu nữ sĩ đang ngồi một mình buồn nhớ mẫu thân nên cứ nhìn chăm chăm vào chi ảnh của mẹ hồi tưởng đến lòng thương yêu mẹ dành cho mình ngay lúc đó cô bỗng nghe tiếng mẹ gọi nhỏ tên mình chu nữ sĩ liền tỉnh hẳn và thật bất ngờ khi thấy mẹ hiện ra ngay trước mắt nhưng hình dạng của mẹ có làm cho cô sợ hãi mẹ chu nữ sĩ mặc áo đi đường phía trên thân bị đeo gông xiềng lộ vẻ hết sức thống khổ chu nữ sĩ làm gan hỏi mẹ phải mẹ đâu mẫu thân cô cho biết hôm nay là đêm vong linh được phép về nên mẹ cô đến thăm cô mẹ cô đã chết rồi khi lên dòng hương đài nhìn về quê nhà ở nhân gian thấy cô rất buồn hàng ngày rơi lệ mẹ cô rất đau lòng hôm nay được ngục quan phê chuẩn cho phép tướng quân ngu đầu mã diện dẫn mẹ cô về đây thăm cô chu nữ sĩ vội vàng hỏi Mẹ ơi Mẹ nói giọng hương đài Và tướng quân ngu mã gì Con nghe Con nghe mà không hiểu gì hết Lúc đó Mẹ của cô nói rằng Dòng hương đài là nơi địa phủ đặc biệt Thiết lập cho người chết lên đó Nhìn về cảnh quê nhà thân thuộc Ở thế gian Tướng quân ngu mã Là ngục tốt ở âm cung Cũng giống như cảnh sát ở dương gian vậy Bọn họ hiện đang Ở ngoài cửa chờ Chút nữa sẽ dẫn mẹ cô về địa ngục thọ tội mẹ ơi vì sao mẹ phải xuống địa ngục thọ tội hả dung ơi chết rồi mẹ mới biết tội mình quá lớn con biết vì sao mà mẹ phải chết phải không là tại cái đồ dâu con bất hiếu chọc mẹ tức chết đó mà nhưng thực ra đây cũng chính là báo ứng của mẹ vì hồi trẻ mẹ cũng bất hiếu ác độc với bà nội của con ông nội con đã sớm qua đời Bà nội của con phải sống cùng với cha và mẹ Nhưng hãy bà nội con có làm chút gì trái ý Khi mẹ không vừa lòng Là mẹ liền trách mắng Đến nỗi sau này Bà nội con mỗi khi thấy mẹ Đều run sợ như chuột gặp mèo Ngay cả thở mạnh bà cũng không dám Mẹ thấy vậy rất đắc ý Cảm giác trong nhà này mình là chủ Rất oai phong Nói gì ai cũng phải nghe có một việc con không hề biết. Nguyên nhân bà nội bệnh đó, chính là do mẹ gây ra đó. Ngờ đâu lần bệnh ấy bà nhập viện và quá đời luôn. Bà bị mẹ làm cho tức bà chết đó. Phật mẹ, lúc sắp lìa đời, khi mẹ nhìn thấy ngu đầu má diễn đến đóng gông mẹ, mẹ đã kêu to rên rỉ. Nhưng các con cứ nói mẹ bị ảo giác. Kết quả là mẹ bị họ bắt hồn đem đi. Xuống địa ngục mới hay mình tội lỗi nặng nề Có ngờ đâu chẳng hiếu kính Như cha mẹ ruột lẫn cha mẹ của bạn đời Lại bị hành tội khổ sở như vậy Mẹ ơi Mẹ nói bà nội vì mẹ làm sầu não mà nhập viện Sau đó qua đời hả Lúc này Thình linh chồng chú nữ sĩ xuất hiện Ông từ trong phòng bước ra Hỏi Em đang nói chuyện với ai vậy là mẹ đó anh Mẹ đang về nè Ở đâu? Sao anh không thấy? Chắc tại em gần đây buồn Nhớ mẹ dữ quá Cho nên sinh ra ảo giác đó Không phải mà Hôm nay là đêm vong về Là ngày mẹ được đến thăm em Em đang trò chuyện cùng mẹ Anh không thấy mẹ đứng trong đây sao? Không Anh không có thấy gì hết trơn á Mẹ ơi Tại sao chồng con lại không nhìn thấy mẹ Dung à Đúng là nó không nhìn thấy ta Số con cũng khổ Phụ thân con thật sự đã làm khổ con Vì gả con cho người chồng như vậy Chồng con là kẻ bất thiện Lúc này Ông chồng của chú nữ sĩ Đã kéo chú nữ sĩ vào trong phòng Cô không chịu đi Đột nhiên Chồng cô hét to lên một tiếng Ôi mẹ ơi Lộ gia kinh hãi Như vừa gặp phải quỷ Và chạy thẳng về phòng mình Cô ngơ ngác hỏi Mẹ ơi Mẹ sao rồi Chợt Cô nghe tiếng bà vang lên ngoài cửa Cảm tạ các tướng quân ngưu mã Xin hãy cho phép tôi Nói với con gái tôi cho xong chuyện Chồng con bị hai tướng quân ngưu mã Dọa chạy rồi Hiện giờ nó đang hải hùng Nằm trùm mền rung lập cặp kìa Bảo đảm không còn dám chạy ra quấy nhiều cuộc đàm thoại của mẹ con ta nữa đâu Mẹ ơi Chẳng phải mẹ bị họ dùng xì xích trói hay sao Vậy thì vì sao Họ lại giúp mẹ và con chứ Chà Đây là trách nhiệm của họ Hôm nay mẹ đem câu chuyện bất hiếu của mình kể ra Để sau này Con thông báo cho mọi người biết Khiến thế nhân hiểu rõ tội lớn bất hiếu là như thế nào Mẹ hy vọng thông qua chuyện này những người con bất hiếu trên thế gian sẽ biết hối cải sửa đổi nếu không tương lai họ sẽ bị trừng phạt và thọ hình tàn khốc như mẹ ở địa ngục này tương lai mẹ còn phải vào cháu dầu thọ tội nữa mẹ mẹ nói sao cháu dầu hả con có nghe nhắc đến nhưng đó chẳng phải là truyền thuyết hay sao con à chẳng phải truyền thuyết đâu những người ác không tin nhân quả cho nên họ một bề đã kích địa ngục bác bỏ thuyết nhân quả báo ứng nhưng không phải làm vậy là họ có thể thoát khỏi hình phạt đây chẳng qua là họ tự lừa dối mình để trấn an mình thôi từ hôm nay trở đi con và em trai nên chuẩn bị lo hậu sự cho thân phụ đi vì ba các con không còn sống lâu nữa đâu mẹ vì sao ba không còn ở thế gian này lâu nữa hả <laughs> Tội của ông không nhẹ đâu Hồi đó ta chửi mắng mẹ chồng Ông chẳng những không quở trách hay cản ngăn ta Ngược lại còn để mặt ta cư xử hồ đồ tùy tiện Mà lẽ ra ông phải là người làm tốt Khuyên giải hai bên mới đúng Ông cũng là đại bất hiếu Vì nếu ban sơ ta chửi mắng mẹ chồng Thì ông nên trị cho ta một trận Thậm chí có thể vì ta bất hiếu mà đề xuất ly hôn như vậy thì sau đó ta ắt sẽ biết sợ mà không dám hiếp đáp hung dữ quỷ thần cũng sẽ kính phục ông tất cả đều là tại ông dung túng hết ngục quan ở âm cung rất xem thường những kẻ để vợ hành sai quản bậy đối với những đứa còn bất hiếu hình phạt trị tội là rất nặng bà còn mấy năm trước bị trúng gió bán thân bất toại cũng là bị trừng phạt đó hiện giờ ông sống cũng không được con trai con dâu hiếu kính chết rồi còn phải thỏ khổ hình nữa đáng sợ quá nhưng như vậy không đúng rồi chị hồi mẹ ở dương Giang, ngoài tội bất hiếu với mẹ chồng ra cũng có làm nhiều việc tốt lắm mà giống như hồi năm ngoái đó vấn châu bị động đất chẳng phải mẹ đã đóng góp 500 đồng hay sao vì vậy đâu thể tính mẹ là người ác được vì sao mẹ vẫn phải chịu hình phạt con à như con biết rồi đó Có nhiều người làm phúc thiện Thì thấy dường như là có công đức Nhưng phúc kia không chống đỡ nổi cho tội đại bất hiếu Con nghĩ mà xem Kẻ bất hiếu đối với phụ mẫu Có thể là người chân thiện được sao Còn nữa Năm ngoái mẹ góp tiền không phải là thật lòng Vì đối với các nạn nhân bị động đất Mẹ không hề có lòng đại từ ái mẹ góp tiền là gì mẹ không muốn chị em bạn nói mẹ keo kiệt nào có về đâu lòng mẹ nghĩ chi thì ở địa ngục được hiểu thấu ráo trọi và có ghi rõ hết ngục quang nói mẹ cả đời tạo công đức rất ít phần nhiều là thiện nhỏ thiện giả dối cho nên khó chống đỡ khó phá tan tội bất hiếu được mẹ ơi con phải làm sao cho mẹ giảm tội nhẹ đây con đi chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nha Con nghe nói Siêu độ thì có thể giúp thân quyến đã tử vong Được lên thiên đường Nếu làm lễ siêu độ có thể giúp thân quyến đã chết sinh lên trời Thì người ác đâu còn bị trói buộc gì Chết rồi Thì con cháu có thể xuất tiền ra Làm siêu độ cầu họ lên thiên đường là xong thôi Nếu như vậy Trên trời sẽ có mấy kẻ ác này hay sao Con à, không có dễ dàng như vậy đâu con cháu vì người quá cố làm lễ siêu độ là thể hiện hiếu tâm mượn sức mạnh của pháp hội siêu độ để làm giảm bớt tội nghiệp cho thân nhân quá cố mà thôi con vì mẹ làm siêu độ đương nhiên là việc cực kỳ tốt mẹ không ngăn cản nhưng tốt nhất con phải thường đi chùa lấy danh nghĩa của mẹ mà ấn tống sách thiện kinh quý còn nữa con nên phóng sinh cho nhiều Như vậy thống khổ của mẹ Tại địa ngục sẽ giảm thiểu rất nhiều Còn nữa Phán quan nói Con cùng Phật giáo có duyên Trải qua những việc trong hôm nay rồi á Từ đây về sau Con nên lui tới chùa thường xuyên Tương lai Nếu con tu chí thành thì bản thân mẹ cũng nhờ vậy mà được giảm khổ. Công đức con tu viên mãn, thì mẹ cũng được sáng lây. Đến lúc đó mẹ mới thực sự được thăng thiên hưởng phúc. Dung à, giờ đã đến lúc đi rồi. Tướng quân ngưu mã đang hối thúc mẹ kìa. Mẹ phải đi đây. Mẹ ơi, sao con không nhìn thấy các tướng quân ngưu mã? Ôi trời, ngốc ơi. Ngàn dặn lần con không nên thấy họ. Vì họ là hung thần ở địa ngục chuyên trừng trị kẻ ác. Những kẻ xấu làm ác rồi chết thì sẽ có ngại thấy họ ngay được rồi mẹ ơi con nhất định sẽ làm y theo lời mẹ dặn mẹ an tâm mà đi nha chu nữ sĩ lập tức ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô hy vọng sau đó sẽ đem chuyện này công bố ra để cảnh giác răng nhắc những người con bất hiếu cô nói với tôi chồng cô từ trải qua kinh nghiệm đêm đó rồi vừa nghe tin cô tính làm lễ cầu siêu và hành thiện để hồi hướng phúc cho mẫu thân thì đã sốt sắng đưa tiền. Nếu xem đến đây, bạn đọc có được chút tỉnh giác, ít lệ nào, thì xin hồi hướng phước điện này đến mẫu thân chu nữ sĩ, cầu cho bà sớm ly khổ đắc lạc. Đắc lạc, đắc lạc, thân khuyển mà. Mấy năm trước tôi qua Mỹ thăm bạn, được dẫn tới một khu vườn vui chơi nổi danh để tham quan. Tiến vào cổng lớn không xa, thì thấy có một chiếc xe thổ mộ rất sang trọng vừa đổ lại ngay trước mặt chúng tôi. Tôi bị màu lông trắng tuyết của con tuấn mã thu hút. Nó rất đẹp, đầu ngẩng cao, lông trắng mướt như nhung và cái bờm dài tuyệt mỹ. Chiếc yên ngựa vàng chiếu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời Kali tươi đẹp, càng tăng thêm phong thái uy vũ bớt phàm con ngựa chở du khách đi theo con đường cố định người ta vừa tận hưởng thú vui quý tộc vừa tha hồ ngắm cảnh thỏa thích mê ly chúng tôi không lên xe chỉ nhìn theo con tuấn mã khỏe mạnh đang kéo xe rời xa đoàn chúng tôi mãi vui chơi đến chẳng hay biết trời đã tối lúc quay về khi đi ra gần tới cổng lớn tôi thấy con tuấn mã vẫn còn đang phục vụ chở khách nhưng lúc này thần thái của nó không còn anh tuấn hiên ngang đầu cúi rũ lê bước mệt nhọc chứng tỏ nó rất đuối sức hụt hơi tôi nhìn bộ dạng nó từ sáng sớm đến giờ lao động ít nhất cũng phải hai mươi tiếng trong nó đừ đẫn mà đau lòng tôi lang mang suy nghĩ chẳng biết con tuấn mã này ký trước nó đã tạo nghiệp gì mà đời này sinh làm tuấn mã phải ở đây kéo xe suốt ngày hôm nay đã có biết bao nhiêu du khách ngồi cho nó kéo và một năm có biết bao nhiêu người không lẽ ha, kiếp trước nó thiếu nợ đến gần ấy người ư sau khi về nước tôi đem chuyện này thỉnh giáo sư phụ hòa thượng diệu pháp bảo con ngựa đó đời quá khứ từng là người da trắng làm chủ hàng trăm nô lệ da đen trong trang viên của ông có hơn trăm nô lệ làm việc họ hứng chịu đủ mọi lăng nhục hành hạ áp bức của ông sau khi ông chủ da trắng này chết đi lập tức đọa địa ngục thọ khổ mạng báo ở địa ngục đi đầu thai vào cõi thú xin làm con ngựa này mang ngoại hình tuấn tú bỉ miều thể lực mạnh mẽ trở thành công cụ kiếm tiền cho chủ nếm lại cái khổ làm nô dịch cho dù những nô lệ kiếp trước bị y áp bức bóc lột đầy ải chỉ có hơn trăm người nhưng bởi vì y hung tàn và ngược đại đám nô lệ da đen quá mức đây không những là phạm tội đáng xấu hổ đối với nô dịch mà đối với hành vi phi nhân tính tức là xúc phạm chà đạp con người quá quắt thì y đã có lỗi với toàn nhân loại do vậy mà ngày nay y phải chịu người điều khiển cưỡi ngồi không được nghỉ ngơi đó là quả báo y phải trả tội nghiệp của y sâu nặng chẳng biết còn phải làm trâu ngựa hằng bao lần nữa đến cuối cùng khi y được chuyển sinh làm người thì phải mang thân phận bần cùng hạ tiện khổ hết chỗ nói tôi nghe xong trong lòng tỉnh ra ai mà ngờ con tuấn mã khả ái đáng thương này lại có quá khứ chẳng vẻ vang như thế tôi thầm nghĩ nhất định phải tụng kinh địa tạng để hồi hướng cho con tuấn mã để nó sớm chuộc đền tội nghiệp thoát ly biển khổ đồng thời còn phải niệm vật siêu độ cho các nô dịch xoa dịu oán khí xung thiên của họ lúc này Hát cư sĩ ngồi cạnh bên tôi bà là hoa kiều định cư ở mã lai đột nhiên hỏi thưa sư phụ nhà chúng con hồi ở hương cảng có nuôi một con chó tên là misu từ nhỏ đã bầu bạn thân thiết với chúng con sau khi cả nhà quy y ăn chay rồi con chó này cũng rất có tính linh không lâu thì nó bỏ ăn thịt ăn chay theo khiến cả nhà con hết sức là vui mừng gia đình chúng con giờ đến Mã Lai rồi thì hai năm sau Misu chết. Chúng con rất là buồn. Mẹ con có đến chùa lập bài vị cầu siêu cho nó, còn tổ chức pháp sự chúc phúc cho nó. Chẳng biết giờ nó đã sinh vào cõi thiện chưa? Mong sư phụ tự bi quan sát giúp giùm chúng con với. Trầm ngâm một lúc, sư phụ mỉm cười nói. <cười> con chó này, nhờ đời trước, ở nhà người nghe kinh, ăn chay. Chết rồi được các ngươi tụng kinh cầu siêu cho nữa nên nó đã, đã chuyển sinh làm người rồi hiện cũng đang ở mã lai là một cô gái 17 tuổi xinh đẹp nghe hòa thượng nói xong hát cư sĩ im lặng bấm đốt tay rồi kinh ngạc lẫn vui mừng la lên sư phụ ngài thật sự hay quá mười sư chết tính đến nay cũng đúng 17 năm xin ngài hãy cho con biết cô gái ấy hiện giờ đang ở đâu Tên là gì? Con rất muốn gặp cổ. Sư phụ và mọi người tại hiện trường đều cười. Tôi hỏi hát cư sĩ, nếu tìm được gặp cổ, bà sẽ nói gì? Bà sẽ nói là, em ơi, trước đây em là con chó nhà chúng tôi nuôi ư. Cổ mà không đánh bà mới là lạ đó. Hát cư sĩ cũng bật cười, vì sự vô ý trong nỗi của mình. Sư phụ hiền hòa nói có duyên thì sẽ gặp nhau. Rồi sẽ có ngày nó cùng gia đình bà hội ngộ. Vừa gặp đôi bên sẽ thấy rất thân thiết và nó sẽ báo đáp gấp bội. Lời xưa nói, Bách niên tu đắc đồng thuyền độ, tức là tu trăm năm mới được đồng thuyền. Cho nên, chúng ta hôm nay được đồng sự, đồng quê hương, có bạn bè, thân quyến, thậm chí bao gồm luôn cả cựu nhân, đồng tụ hội, thì xem như là đã có duyên từ nhiều kiếp. Vì vậy, chúng ta phải kết thiện duyên cho rộng, gắn sức giải trừ ác duyên, cùng chung sống hài hòa, bảo tồn thiện khí, chung tay xây dựng một cõi cát tường. Sư phụ từ bi như thế đó, Ngài khéo nhìn căn cơ mà giáo hóa. Lần bái thăm này khiến tôi thu được lợi ích rất lớn. Lợi... Cảnh, sát Cảnh sát và phú, và phú ông, Ô. Tiết Thành và Sử Đình là một đôi vợ chồng thương nhau thắm thiết. Anh thì tuấn tú khôi ngô, sự nghiệp thành đạt; chị thì xinh đẹp, quý phái tao nhã. Trong mắt mọi người, họ được ví như đôi kim đồng ngọc nữ. Thế nhưng đôi vợ chồng được thiên hạ ngưỡng mộ trầm trồ này thường thở vắng than dài sầu muộn ủ rũ số là họ có hai đứa con gái bé út tên là bảo châu do cầu tự mà có được nên cả nhà rất cương yêu chiều chuộng bảo châu rất thanh tú khả ái đối với người ngoài bé rất ngoan nhưng khi chỉ có một mình với gia đình thì bé luôn tỏ ra nóng nảy giận dữ thường hét gây hãy gặp người thân là đánh tiết thành vì con gái mà phải bước vào con đường học phật anh thường tùng kinh phóng sinh nhưng bảo châu không chút chuyện tốt lại còn hay đau ốm cảm sốt nhưng kỳ quái là những khi tiết thành vắng nhà thì các trạng thái bất thường này đều biến mất hoặc chuyển sang tốt lành tiết thành vì con gái cưng mà rầu lo héo ruột gan anh đã tốn tiền cho bảo châu nhiều vô số khoản chi ra kết xù cộng thêm tâm thái muộn phiền đã khiến cho người đàn ông có sự nghiệp thành đạt này cảm thấy cuộc đời sao mà thống khổ quá chiều hết thấu tiết thành bèn đến gặp tôi cầu giúp đỡ và than tôi hết trụ dẫn nữa rồi bảo châu khiến tôi lao tâm khổ trí mệt mỏi đến cùng cực phải chăng đời trước tôi thiếu nợ nó nếu thật tôi nợ nó thì phải trả thế nào đây nghe anh rầu rĩ kể lễ tôi bảo con cái đầu thai là do ác duyên hoặc thiện duyên mà tìm tới bảo châu hành hạ cha mẹ thống khổ bội phần như vậy đối với các vị đúng là không phải thiện duyên thật ra ác duyên này đã kết tụ vào năm 1930 tại bến thượng hải đầu đuôi như sau tại sở cảnh sát thuộc bến thượng hải cũ có hồ cục trưởng và thuộc hạ tiểu quách hai người chơi thân thắm thiết hết bực tin nhau lúc đó tại địa phương này đã xảy ra một vụ án bắt cóc gây chấn động một thời do gã ít là trùm giang hồ khét tiếng vì ân oán cá nhân mà ra tay bắt trói một phú ông vùng đó người nhà phú ông lo lắng vạn phần bèn tìm đến hồ cục trưởng báo án xin ông giải cứu cho nhưng Hồ Cục Trưởng tính vốn tham lam đã thừa dịp này buộc gia đình Phú Ông phải nộp một khoản tiền kết sù rồi mới chịu ra tay cứu giúp. Sau đó, ông sai Tiểu Quách đi điều tra sự việc. Dù Tiểu Quách đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ án, nhưng do tên Trùm X lót tiền hối lộ cho lão Hồ và Tiểu Quách nhiều hơn Phú Ông. Nên, hai vị cảnh sát liền thông đồng cùng bao che phóng thích tội phạm chỉ xoa dịu thân nhân người bị hại chút ít cuối cùng dẫn đến kết cuộc bi thảm là phú ông lìa đời trong tức tử, bị hà hiếp bức tử ông hồ cục trưởng kiếp xưa đời nay chính là tiết thành còn thuộc hạ thương tín tiểu quách giờ là người vợ sử đình do phú ông trong quá khứ phúc lâm chung lòng đầy oán hận đã thề sẽ báo thù hiện giờ đã đầu thai vào làm đứa con cưng bảo châu còn tên trùm x do tạo tội ác ngập tràn đến nay vẫn còn thọ khổ hình nơi địa ngục tôi bảo tiết thành mặc dù hiện tại các vị đã bắt đầu học phật tu tập nhưng luật sám hối vẫn chưa đủ phố ông kia vô cớ bị hại đâu có dễ dàng buông tha cho vì vậy hai người nhất định phải nghiêm trì giới luật phải ăn chay và giữ gìn ngũ giới không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không vọng ngữ không uống rượu thường hành thập thiện và phải tụng kinh địa tạng hồi hướng cho con gái hai vị phải trì chí bền tâm chuộc tội tinh tấn tu không biến đời dấu gặp đại khổ nạn chi cũng phải hiểu đó là thử thách phải nghĩ là mình đang trả nợ cho tiêu diệt. Nếu hai vị nỗ lực cố gắng hành trì được như thế, chừng khoảng 5-6 năm, nhất định sẽ thu được kết quả tốt. Nửa năm sau, Tiết Thành gọi điện tới, âm thanh chứa đầy xúc động, mừng vui. Anh báo tin, con gái mình đã thực sự chuyển tốt. Còn người vợ sử đình hồi xưa, sức khỏe rất yếu, nay đã dần dần hồi phục mạnh khỏe qua việc này Tiết thành phát nguyện Sẽ tu học thật tốt Để thành một gia đình Phật hóa Hai cầu quý tử Chúng ta trong vô lượng kiếp Đều vì phiền não tham sân si Mà kết oán với biết bao chúng sinh Nếu ngay đây Chẳng sớm buông phiền buồn Tu theo Phật Pháp Suốt ly lục đạo Thì cứ ở trong sinh tử thanh trừng đòi nợ nhau mãi cảnh hoang hoang tương báo này biết bao giờ mới dứt thân khoa trường là một cán bộ lão thành trong ngành công an ông hành sự rất nghiêm cẩn không mảy may cẩu thả sơ sót mấy lần phá trọng án đều lập công lớn nhưng sự nghiệp thành đạt lẫy lừng này cũng chẳng đem lại niềm vui cho ông bởi vì phiền muộn trong gia đình cao ngút dãy đầy không ngừng hành hạ ông ông thân có hai đứa con trai đứa đầu không uống rượu thì thôi mà hãy uống vào là đánh người quậy ầm náo trong nhà đến gà chó cũng chẳng yên còn cậu út thì luôn vội tiền cha mẹ lắm lúc xin đến một hai vạn số tiền này cậu đều đổ hết vào cá độ mà hãy đánh bạc thua thì lại về nhà xin tiền cha mẹ tiếp nỗi khổ này khiến hai ông bà ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt ông thân trong lòng khổ hết chỗ nói sống không bằng chết để nội tâm được an ủi bọn họ đã nhận nuôi một đứa con gái hy vọng về già có được chút ấm lòng hai vợ chồng nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao họ sinh toàn con đại bất hiếu cứ luôn gây khổ cho cha mẹ như thế ngồi đối diện với hai vợ chồng già nhìn họ nước mắt đầm đìa tôi thấm thía báo ứng thiện ác quả thực như bóng theo hình chính những hạt giống oan nghiệt trong quá khứ họ đã treo. giờ đây đang đơm hoa kết trái đem đến thống khổ khôn tả vào thời cổ đại xa xưa có một người nghèo rớt mồng tơi bơ vơ không chỗ nương bị bệnh nằm ven đường trên rỉ không ai giúp đỡ xem như chỉ có nước chờ chết bỗng có một người phụ nữ đi ngang qua thấy cảnh người nghèo này liền khởi tâm xót thương bèn cho mượn phân nửa gia sản là tiền dành dụm của mình người nghèo này sau khi vay được tiền cảm động quá cỡ liền thề rằng sau này khi được giàu có nhất định sẽ hoàn trả hậu hĩnh cho ân dân và tần sức báo đáp ơn cứu bạn người nghèo nọ nhờ có tiền này làm vốn mưu sinh y đã cưới được vợ sinh con dần dần khá giả sung túc nhưng lại quên luôn nữ ân dân kia còn nữ ân dân đó do xuất tiền giúp cho gã nghèo sau khi về nhà bị gia đình trách móc hoài ghi đủ điều khiến cuộc sống của cô trở nên buồn rầu thống khổ nữ ân dân đó đời nay chính là cậu công tử út con gã nghèo sau khi được giàu có rồi một ngày nọ hắn cùng vợ ra ngoài mua đồ vừa đi đến bờ sông thì thấy một ông già đang trợt chân té xuống nước hai vợ chồng này chẳng những không thèm cứu còn nướng trơ mắt ngó mặc cho lão già chết chìm sau đó còn chiếm đoạt hành lý của lão đem về làm của riêng lão già chết chìm thuở xưa nay là con trai trưởng của họ. Hai vợ chồng gã nghèo khổ thời ấy, đời này chính là hai vợ chồng họ thân. Vì quá khứ đã vay nợ đoạt của, nên đời này họ phải đền gấp bụi. Hai cậu con chính là quan gia tới đòi nợ. Kể xong, tôi lại cảnh báo. Nếu như hai ông bà không sám hối, tu hành, làm nhiều đại công đức, thì tương lai sẽ bị hai đứa con trai hành cho đến chết. Lão thân sau khi biết được nguyên nhân Thì kinh hoàng vạn phần liền phát nguyện sẽ siêng năng sám hối Bước vào con đường tu hành theo Phật Pháp Hy vọng Phật lực gia trì giúp ông Giải hết oan trái Để họ có thể sống an trong tuổi già Chúng ta đã hiểu rõ nhân quả Thì không nên hành động cẩu thả Phải luôn cảnh tỉnh bình Giờ giờ khắc khắc Sống thuần khiết trong sạch Không ỷ vào rủi mai Bởi nhân quả báo ứng không hề sai không hề sai